Đây, cam ngon, cam đẹp đó mà. Đây cam à. Cam nho này. Đấy. Cho đỏ đó hả? Cứ ả nó lên ngọt lắm bác cõi. Muốn nguyên cà rổ đó. Rồi. Đây, con tiện đấy. Quấy gãy còn nó vừa mất thịt tệ. Này quấy gãy còn vừa mất thịt tệ chứ chứ mà. Mua đi. Có tên mày đó. Lô bài. Lô bè à? Cám rút. Cám dưới rè đó, cám. Mua ký đạt. Có một cái lô cám 70 nghìn, 60 nghìn kích rồi. Bên đứng coi. Đây quấy luôn. Đây. Khách mua cám rồi. Tên phụng tôi ơi. Dạ. Bạn tôi ơi. Bên hao ông lại mua đi em ơi. Con quấy. Để quấy quấy đây quấy rồi bạn đây nhé con đây. Quấy à? Dạ, quấy rồi chứ. Dạ. Quấy gần hết tết. Rồi một, xe đi à. Xe đi, xe lâu nhá. Em vô lâu quá chứ. Mới à? Ô, mua Hà Nội. Mới điên à. Khó đó, khó đó. 16 triệu. Ô, đặt rồi chứ. Cái ra loài hàng ấy. Để quay cỏ mà từ từ anh nó lôi với làm ấy ông Ngọc anh nó trả cầm điện thoại gọi là có nó chạy theo rào nó để man để quay hết đi đấy bố man ông tỷ mà gọi đây. Mất mà để nó tắt hờm mà nghe không có anh rồi đâu thẳng thẳng qua đây đang đi lợi cho mày mua mà được thấy nó bị thấy mất khẩu đấy à đây thấy thấy vừa đấy thun thục bạn ghi hết đấy lứa khoảng nắm rồi là bạn hết thôi về đó.